Tờ Đà Nẵng Online vào ngày 15 tháng 5 vừa qua đăng tin cho hay, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố lên kế hoạch kiểm tra học kỳ trực tuyến với lịch kiểm tra thử dự kiến vào ngày 16 tháng 5 và kiểm tra chính thức từ ngày 17 tháng 5. Dù ngày thi cận kề, nhưng một số trường mới tiến hành họp giáo viên để bàn thảo cách thức tiến hành thi cử. Nhiều phụ huynh học sinh cấp 2, cấp 3 tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam cho hay, vẫn chưa nhận được thông báo gì từ phía nhà trường. Như lời chị phụ huynh có con học lớp 10. Chả biết nữa, chả học nữa. Tại vì thấy học thi online đi, học với mấy đứa không hiểu gì đâu. Lần đầu tiên thì tụi nhỏ thì tiếng thì mình cũng không biết cái chuyện đó, thời gian rồi cái cách thi răng thì mình cũng không biết, cũng không hiểu lắm, cũng chưa có cái thông tin cụ thể, chỉ còn là nghe đó thôi, chưa thông báo. Trước đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh, vào ngày 11 tháng 5 cho biết, Sở quyết định sẽ cho học sinh các lớp 6, 7, 8, 10 và 11 kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến và hoàn thành học kỳ trước ngày 31 tháng 5, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. Riêng với khối lớp 9 và 12, đã thi học kỳ 2 xong trước đợt nghỉ dịch lần này, đang chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp. Nhận xét vào lần thi học kỳ trực tuyến đầu tiên trên thành phố, một phụ huynh không đồng tình. Đang phải lấy được thi ba bài vỡ ngày xưa chừng cái giấy trắng mặt đen mà còn thấy còn một lây trục xuống nữa rồi tiếng biết gì tiếng nguyên khổ lắm với giáo viên cực chứ còn học sinh sướng không biết khí gì đâu làm đẻ làm chung làm còn nó cũng một thôi chứ chi đâu còn gì có là giấy trắng mặt đen như đó là tính đó không bao giờ mà lọt đi mối trơn á ấy mà ví dụ như dịch mà ổn định để cho học sinh thi ví dụ như để giờ lại 10 ngày nửa tháng là thi cũng được sẽ đảm bảo hơn còn cái chuyện mà thi trực tuyến thì chị nghĩ cái giống như một cái thủ tục để hoàn thành chương trình chứ còn cũng không có thấy cũng không có giống như bình thường. Dù nhiều ý kiến cho rằng nếu được kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ và sau đó học sinh thi trực tiếp tại trường sẽ phản ánh đúng năng lực học của các em hơn. Nhưng trong tình hình dịch bệnh lây lan như hiện nay, phụ huynh vẫn phải chấp nhận việc cho các em học sinh trung học tiến hành thi cử trực tuyến. Giả sử như cái quy định chung thì con mình bắt buộc phải thi thôi. Chuẩn bị thì có chi chương trình tiến học hết rồi, còn thiết bị thì cũng có sẵn, nếu như có thi thì cũng sẵn sàng thôi. Cũng hợp lý á, cũng thi trực tuyến nó cũng tốt chứ bây giờ mà sấm chầm lỡ mà thi mà đông nó vô rồi cũng nguy hiểm. Thôi bây giờ cái năm nay rứa thì phải chấp nhận thi trực tuyến cho qua chuyện cũng được chứ. Nhất là cái cấp mà vượt cấp á là lớp 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 9 lên lớp 10 á hoặc là 10 12 vô đại học á cái cấp nó là phải trực tuyến là cũng hơi khó nè. Còn trung cấp thì bình thường đi thì trực tuyến cũng được, tốt thì đẩy lùi lại nếu mà đẩy lùi thời gian lại thi thì tốt hơn chứ. Không cái gì cho bằng trực tiếp. Mà bây giờ là gấp rút nữa thì thi trực tuyến thì cũng tốt chứ sớm lại là đông là ớn lắm. Mà tôi thấy thì dịch thì phải tay ngay thì trực tuyến thôi chứ còn mà đi ra ngoài ra làm đi được. Tâm lý em sẽ dịch thấy là cái chấp nhận là cho dốt cũng không ai cho đi ra ngoài. Bên cạnh việc cho thi học kỳ 2 trực tuyến, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vẫn cho học sinh đăng ký thi trực tiếp. Tính đến chiều ngày 16 tháng 5, có tổng cộng 5.170 trên 53.349 học sinh trung học cơ sở toàn thành phố đăng ký thi trực tiếp. Hơn 48.000 học sinh còn lại sẽ thi trực tuyến. Đối với bậc trung học phổ thông, khối lớp 10 và 11, chỉ có tổng cộng 46 học sinh đăng ký thi trực tiếp, còn lại hơn 22.000 học sinh sẽ thi trực tuyến. Nhiều trường cho biết sẽ có những giải pháp cụ thể để tránh tình trạng gian lận trong việc thi cử. Điển hình như bắt học sinh mở micro và webcam để chắc chắn không có ai nhắc bài, hay cho học sinh thi theo hình thức trắc nghiệm đối với các môn trường môn ngữ văn, vân vân. Số liệu thống kê từ Bộ Y tế cho hay, từ 12 đến 18 giờ ngày 17 tháng 5, cả nước có 117 ca mắc COVID mới, trong đó Đà Nẵng có 7 ca.